diện cho bất kỳ một tổ chức chính trị, nhóm lợi ích cá nhân nào. Tất cả đều bình đẳng, được quyền phát biểu chứng kiến và bảo lưu chứng kiến của mình trên nguyên tắc 5-0-3-tôn. Quyền các thành viên tham gia được vào các chương trình do hội tổ chức, bao gồm các chương trình giao lưu, dã ngoại, các buổi họp, buổi tình nguyện, tuyển buổi từ thiện, giao lưu gặp gỡ, kết bạn với các thành viên trong các nhóm của hội. Nghĩa vụ các thành viên phải đóng chung, nghĩa vụ của các thành viên của chúng ta phải đóng quỹ chung của cả nhóm cỏ hội. Tiền này sẽ được sử dụng cho việc hiếu hỉ tứ thân phụ mẫu và các chi phí theo quy chế của hội, tích cực tham gia hoạt động đầy đủ với tổng hội, chấp hành mọi quy định của tổng hội, phải tôn trọng quản trị viên khi được phân công những công việc liên quan đến việc hiếu, không được tự ý làm ra mình gây mâu thuẫn chia rẽ nội bộ. 4. Phải tuân thủ 5-0-3-tôn, không làm, không ngang tục dưới mọi hình thức, không nhục mạ bôi nhọ, miễn thị và gây chia rẽ lẫn nhau, không lôi kéo chia bè cái hoặc thành lập nhóm riêng khi chưa được sự đồng ý của ban quản trị vì bất cứ mục đích nào, không vu cáo mọi nội dung đưa ra cần có bằng chứng cụ, không kích bác nhau trên Facebook, tổng hội ngọt ngọt Việt Nam chia sẻ, không bình luận đăng bài có yếu tố nhạy cảm về chính trị xã hội, thuần phong mỹ tục, tôn ba tôn, tôn trọng tình yêu quê hương đất nước, tôn trọng sự thật, tôn trọng thông tin đa chiều. Chương trình như này giúp gặp anh ơi, mục đích hoạt động của tổng hội mọi ngọ được nó chia sẻ hoạt động với mục tiêu là kết nối những con người cùng sinh năm 1978 trên mọi miền đất nước, trong và ngoài nước, góp phần gắn kết mọi người xây dựng lên một xã hội tương thân tương ái, biết đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, cũng như chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Các thành viên trong hội sống với nhau hòa đồng, tôn trọng thần thánh mỹ tục, tôn trọng trong mọi cử chỉ từ khi ngôn ngữ sau hết. Nội dung bài viết này cấm đăng bài viết với các nội dung sau: những nội dung quá khích, quá ngoại nhà nước, đảng, chính phủ, nghi ngờ lại mục đích hoạt động chung của tổng hội; các bài viết không phù hợp, thuần phong mỹ tục; các bài quảng cáo dưới mọi hình thức. Quản trị viên có quyền xóa bài viết của thành viên nếu thành viên đăng bài một tuần hai lần để tự sướng ăn chơi.